Kiki Waska Slam thì hiện tại chị đang đứng trước hẻm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô và khám phá bên trong shop mới của Kiki Goa nhé. Này thì em thích loại nào nhất? Cloud Slam. Tại sao em thích Cloud Slam? Tơi ha. Bà này là đi chung với em à?
lên sóng. Anh chị bên Thế Giới Slam qua. Đây là lọ mùi hương của chúng ta, đây có rất là nhiều hương trái cây khác nhau. Đây là mùi vải nè, thanh long, mùi bạc hà và cả mùi chanh và dưa hấu nữa. Mình đã chọn được 4 loại mùi hương tại vì ở nhà thì hết mùi hương rồi nên là mình sẽ mua thêm. Mình đã chọn được mùi chuối, chocolate, bạc hà và vải. Bây giờ mình sẽ ra quầy và tính tiền nhé. Anh ơi, tính tiền cho em nha. Để anh cộng bê vừa anh giảm giá thì... Cuối cùng thì chị cũng đã trở về nhà rồi đây, rất là trời rất là nắng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua những sản phẩm mà trong lần khai trương chi nhánh mới của bạn Trâm Anh, xem là chị đã mua được những sản phẩm gì nha. Đầu tiên là hũ slam ngày đến trường, rất là đẹp luôn. Hũ thứ hai rất là đẹp luôn với những cái fishbone hình mặt khuôn mặt cảm xúc. Để ra đây. Thứ ba đó là một hũ slam mây rất là đẹp với rất là nhiều màu sắc, có màu tím nè, màu hơi ánh vàng nè, còn có màu xanh lá và màu xanh dương nữa. Trên hũ slam của Kiki Waska thì có in một dòng chữ nổi đây các em. Và trong lần này á, thì chị có mua cả một bộ kit làm lam mây nữa. Đây là bộ kit của chúng ta. Anh bán hàng á, cho chị nguyên một bịch tiết bự luôn rồi. Và các bạn mua bộ kit á, thì là chỉ là một bịch phần nhỏ thôi. Nhưng mà hơi đặc biệt một chút xíu là anh đã cho một bịch tiết bự luôn nè. Đây là loại tiết siêu mịn nhé. Và đây là 4 chai lọ hương mà chị đã mua kèm thêm, tại vì ở nhà chị á, những cái lọ hương á gần hết rồi nên là chị mua thêm. Có mùi chuối nè, mùi vải, mùi sô-cô-la và cuối cùng là mùi bạc hà. Chị thích nhất là mùi bạc hà đó, tại vì cái mùi nó rất là thơm luôn. Và cuối cùng là chị được tặng thêm một cái miếng dán sticker của Kiki Waska Slam, kèm theo là hai chai này là hai chai gì ta? Chị nghĩ đó chính là Borax. Chị nghĩ đó là Borax. Đến đây thì video của chị Linh Nhi cũng đã kết thúc rồi. Chị Linh Nhi xin chúc bạn Trâm Anh ngày càng được các bạn nhỏ yêu quý hơn và mở rộng chi nhánh của mình hơn. Nếu các em thích video này của chị thì